Cửa hàng đồ cũ châu Âu Mr. Tâm xin kính chào các bác. Và ngày hôm nay em xin giới thiệu với các bác một chiếc đồng hồ treo tường ba tạ xích sở hữu kiểu dáng đẹp nhất trong dòng ba tạ. Và mẫu treo tường này sẽ khác biệt so với hai mẫu để em đã từng giới thiệu với các bác thuộc phiên bản Temple Furious. Và chiếc đồng hồ này đặc biệt là phần mặt số này, được trang bị phần mặt số chân sao và toàn bộ mặt số này đều được vẽ thủ công bằng tay. Và khi bác chạm vào những chi tiết trên đây, những đường vẽ sẽ nhô lên đây các bác. Rất cầu kỳ, rất đặc biệt. Và chiếc đồng hồ này được sản xuất năm 1970, made in Germany tại Đức. Và với kích thước tổng thể với chiều cao là 1m23, bề ngang 35,7cm, bề dày là 20,3cm. Về máy móc thì chiếc đồng hồ sở hữu máy chính hãng SPS 3 tạ xích, hoạt động máy lắc chạy tuần lên dây, sở hữu 8 gông, 8 búa, 1 bài nhạc Westminster. Thì đầu tiên là ở phần ngoại thất tổng thể của cả chiếc đồng hồ này, sổ một tông màu nâu tối với những đường hoa, với những đường nét vương gỗ ẩn nổi tự nhiên rất đẹp, cộng hưởng với những đường vương gỗ này, những hoa văn chi tiết rất cầu kỳ, mang đậm chất cổ điển châu Âu. Đầu tiên là ở phần đầu của chiếc đồng hồ này được trang bị phần hoa văn được làm bằng chất liệu đồng, và đây là chất liệu đồng đặc các bác, rất dày. Đây là biểu tượng hai chú sư tử đứng hai bên ở cái huy hiệu hoàng gia, đậm chất cổ điển châu Âu. Và phía bên dưới đây là hai hạt nút đồng được tạo hình hệ thông rất đẹp. Và ở đây thì nhà sản xuất trang bị cho một cái phần rãnh bên trong rãnh này, phần hoa văn chi tiết đồng được lấy cảm hứng từ loài hoa đăng tay Acastus. Rất đẹp. Và ở hai bên của phần mặt số này được tô điểm bằng hoa văn chi tiết hình thần vệ nữ. Đây các bạn. Cầu kỳ spec. Và phần chân váy của chiếc đồng hồ này được tạo hình cũng rất cứng cáp các bác. Đây các bác. Và ở đây được trang bị phần hoa văn đồng. Rất cầu kỳ. Các bác nhìn tổng thể cả chiếc đồng hồ chiếc châu Âu các bác. Bây giờ em sẽ vào phần mặt số của chiếc đồng hồ này. Đây là phần tay nắm các bác. Đây các bác. Mặt số thì cực kỳ nổi bật và sang trọng khi sở hữu là 12 chữ số La Mã đen trên nền trắng. Và ở đây được trang bị từ phút từ 5 đến 60 là chữ số học trò. Có những đường ngạch nhỏ hiển thị phút để các bác dễ quan sát. Đồng thời những hoa văn chi tiết xen kẽ những con số này tạo cho phần mặt số trở nên nổi bật hơn. Phía bên trong phần lòng giữa chiếc đồng hồ này được trang bị một bức tranh này, đồng quê ở châu Âu, được cũng được vẽ thủ công các bác, rất giá trị. Chiếc đồng hồ này sẽ rất phù hợp với các bác nào đang tìm kiếm cho mình một chiếc đồng hồ mang giá trị siêu tầm cao để bổ sung vào bộ sưu tập của mình. Đây là mặt số chân sao các bác. Đây các bác. Được cầu kỳ cho phần mặt số này. Đến phần tạ vỏ lắc của chiếc đồng hồ. Đây các bác. Phần tạ của chiếc đồng hồ này có những vết thời gian.
vết thời gian, một điều khó tránh khỏi chính là bổ tạ được mã vàng. Nhưng các bác nhìn chung thì ba chiếc tạ này vẫn còn rất đẹp, không ảnh hưởng gì tới đồng hồ. Những vết thời gian này, những điểm giá trị nói lên về giá trị thời gian của những chiếc đồng hồ. Quả lắc các bác, quả lắc tròn khá là đẹp. Và bây giờ em sẽ cho các bác nghe tiếng chuông của chiếc đồng hồ này. Một lần nữa các bác, bây giờ em sẽ kéo phần mão ra, đồng thời em sẽ quay kim để các bác nghe được trực tiếp phần nhạc, phần búa gõ vào gông. Đây các bác. Thành rất hay các bác. Bây giờ em sẽ đẩy phần mão này vào lại. Đây các bác. Bây giờ em sẽ điều chỉnh cây kim này đến số 9, nó 9 cái các bác. Và em cũng xin nhắc lại với các bác luôn về phần điều chỉnh kim này. Thì cái kim giờ này mình có thể tùy chỉnh mọi hướng, ngược chiều kim đồng hồ được và đúng chiều kim đồng hồ được, nhưng riêng chiếc kim phút này các bác phải luôn điều chỉnh đúng chiều kim đồng hồ các bác. Bác quay ngược lại sẽ làm hư bộ máy của chiếc đồng hồ. Và chiếc đồng hồ treo tương 3 tạ xích sở hữu kiểu dáng độc đáo sang trọng này ở cửa hàng chúng em đang được bán với mức giá là 15 triệu, mức giá rất mềm. Các bác sẽ một chiếc đồng hồ treo tương kiểu dáng đẹp nhất trong vòng 3 tạ. Đặc biệt hơn là chiếc đồng hồ này sở phần mặt số vẽ hữu công bằng tay, rất nghệ thuật. Và sẵn tiện thì ở cửa hàng chúng em có về 2 mẫu đồng hồ tạ lê size lớn để mẫu hàng tỷ. Đây là em có 1 mẫu đồng hồ tạ lê size lớn lắc trong và mẫu tạ lê size lớn lắc ngoài. Và em quay sơ lược phần ngoại thất của 2 mẫu này cho các bác xem. Mẫu đầu tiên là mẫu đồng hồ tạ lê size lớn lắc trong, sự kiểu dáng rất đẹp các bác. Đây, mẫu hàng tỷ rất sang trọng. Và mẫu này còn sở phần siêu của hãng Cuba các bác. Đây cho các bác nghe tiếng chuông. Chuông rất hay các bác.
và chiếc đồng hồ tạ lê size lớn lắc trong này ở cửa hàng chúng em đang được bán với mức giá là 5,5 triệu, giá rất mềm các bác. Và mẫu thứ hai là mẫu đồng hồ tạ lê size lớn lắc ngoài, đây là những mẫu hiếm các bác. Đây các bác, phần tạ lê size lớn lắc ngoài này hiếm ở cách sử dụng của nó. Đây các bác, phần vỏ lắc này bác hãy chỉnh nhanh chậm rất tiện lợi. Còn ở mẫu thứ nhất này thì bác phải tháo xuống và mình điều chỉnh. Và phần ngoại thất của mẫu thứ hai này cũng rất đẹp các bác, là những mẫu được tuyển chọn và cũng là một chiếc đồng hồ đang rất hiếm. Cho bác nghe tiếng chuông. Âm thanh rất hay các bác. Và chiếc đồng hồ tạ lê size lớn lắc ngoài ở cửa hàng chúng em đang được bán với mức giá là 5,5 triệu. Đây, mức giá 5,5 triệu để sở một chiếc đồng hồ treo tường rất đẹp mắt và đồng hiếm các bác. Và các bác nào quan tâm và muốn sở hữu một trong ba chiếc đồng hồ này thì hãy liên hệ ngay với em đến số hotline 0909255303 hoặc 0909555303, hoặc các bác đến địa chỉ cửa hàng chúng em ở số 280C Phạm Tiện, phường 3, quận 8 để xem trực tiếp ba chiếc đồng hồ này. Và cảm ơn các bác đã xem video, hãy nhấn nút like để đăng ký kênh để một ngày càng phát triển và để làm thêm nhiều những clip hay các bác xem. Cảm ơn các bác.